tá màu hồng mixer. Củ bì tầm khoảng 40 xăng nha mọi người. Rồi xin chào mọi người ha. Mình sẽ review cho mọi người xem cái tủ gỗ 8U. Rồi. Thì nếu mà mọi người xài mà di chuyển nhiều thì xài 8U tủ gỗ. Cái này mình đựng được một cục men, một cái van cố, một cái nâng tiếng, một cái quản lý nguồn, bộ micro đó. Thì rất là phù hợp và di chuyển dễ. Còn tủ nhựa 8U thì mình chỉ đặt một chỗ thì nó thích hợp. Rồi giới thiệu mọi người đây là tủ gỗ 8U. Những cái khung nẹp V và những cái bát và những cái tay này là toàn là hàng chất lượng cao không nha mọi người. Đây khóa bướm nè. Thì cái tủ này cao là tầm khoảng 40, củ bì chưa tính bánh xe, còn đây là bánh xe nè. Thì rất thích hợp cho mọi người mà bỏ những thiết bị đi làm gọn, bỏ được men, một cái van và bộ micro, đó là cái quản lý nguồn tùy ha. Còn chiều ngang của nó là đóng tiêu chuẩn nha mọi người. Còn đây là chiều sâu của nó nè, chiều sâu để mình đo gan cho mọi người xem nè. 1, 2, 3, tầm khoảng 60 nha. Còn từ đây qua đây là tiêu chuẩn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem nha. Rồi đây là bên trong nè mọi người. Đó, cái này cái nắp mình mở ra nè. Cái nắp mở ra nha. Khóa bướm. Rồi, đây có cái thanh nè. Cái thanh để mình mắc những cái thiết bị lên. Và có tặng kèm thêm một cái bộ ốc ha. Những tay sắt này toàn là chất không nha mọi người. Tiền nào của nấy. Còn giá thì mình để ở dưới phần mô tả mọi người vào đó xem giá nha. Đó, làm rất là chất. Nhưng đặc biệt. Còn bên kia thì cũng tương tự giống vậy luôn nha. Rồi, mọi người thích để mặt nào đó tùy. Đó thì mình gỡ ra là nó lại. Mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem nha. Rồi hai bên đều có khóa bướm hết. Rồi. Ở ngoài nắng nha, quay hơi chá mọi người thông cảm nha. Đặc biệt là mấy cái góc này đều có sắt V kẹp vô hết à, để cho cứng bốn góc nha mọi người. Cái này được lót một lớp mút nè. Bên mình bán hàng nếu mà ở xa thì sẽ chuyển khoản hết mình mới giao nha mọi người. Cái lý do là tủ nặng cồng kềnh, hàng mà quay đầu về thì căng lắm nha mọi người. Bán cái tủ này là không có lời nhiều lắm, mong mọi người thông cảm. Giá thì mình để dưới phần mô tả nha. Rồi cảm ơn mọi người ha. Về thiết bị âm thanh mọi người nhớ đón video xem nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.
Rồi mọi người có mua hàng thì ủng hộ ha. Giờ mình đi giao hàng đây. Cảm ơn mọi người.